Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay hàng bình vôi đỏ về rất nhiều. Chính vì thế nên là quý vị và các bạn nào có nhu cầu về bình vôi đỏ chuyên điều trị các bệnh liên quan mất ngủ lâu ngày, mất ngủ thường xuyên, ngủ không sâu giấc, ngon giấc, hay các bệnh liên quan đến tim mạch, tim đập nhanh ấy, huyết áp cao, tiểu đường type 2 thì chúng ta có thể tham khảo cái củ bình vôi đỏ này nhé. Bình vôi đỏ hay còn gọi là ngải tượng đỏ. Trong dân gian thì chúng ta hay nhắc đến là củ ngải tượng vàng. Đấy, củ ngải tượng vàng thì nó là hàng thường, không phải là hàng hiếm. Còn đối với ngải tượng đỏ thì cái tác dụng an thần gây ngủ ấy, nó mạnh gấp 5, gấp 6 lần so với củ bình vôi vàng. Chính vì thế quý vị và các bạn nào mà đang bị mất ngủ lâu ngày, mất ngủ thường xuyên, ngủ không sâu giấc, ngon giấc thì chúng ta có thể tham khảo cái củ bình vôi đỏ nhé. Tác dụng an thần rất là mạnh và nó chỉ đứng sau mỗi thuốc ngủ thôi. Chính vì thế nên quý vị và các bạn có nhu cầu về bình vôi đỏ thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 09789 52838 hoặc số 0934 461 000 đây nhá. Những bác nào mà lần trước có đặt hàng mà chưa nhận được hàng ấy thì do thiếu hàng ấy thì chiều nay shop mình sẽ đóng và trả đủ đơn cho quý vị và các bạn nhé. Còn những bác nào mà muốn mua số lượng lớn đầu tạ để về làm thuốc, các đại lý đông y cũng như là các cái cửa hàng dược thì chúng ta có thể liên hệ mình theo số điện thoại ở trên. Thực sự ra cái bình vôi đỏ này càng ngày càng hiếm, nhưng không có mấy nhá. Dân đã vào rừng già, về vào rừng già trèo lên các cái triền núi đá vôi thì nó mới có. Nó rất là lâu và mất thời gian. Hiện tại về cái không khí ở miền Bắc cũng như là Hòa Bình nó rất là mưa ẩm, nên là chính vì thế là cái nhu cầu cũng như là việc đi lấy cái bình vôi đỏ này nó rất là khó. Chính vì thế quý vị các bạn nào mà mua được trước thì mình sẽ gửi cho trước, còn những bác nào mà mua sau mà hết hàng thì các bác sẽ đợi các lô hàng sau nhé. Đây là bình vôi đỏ này, hay còn gọi là ngải tượng đỏ nhé. Đấy, củ này thì thực sự ra thì về thì chỉ việc cạo vỏ đun nước để uống thôi, nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp cả. Chính vì thế quý vị các bạn mà có nhu cầu mua về làm thuốc hay là về làm bonsai kiểu cảnh sân vườn cũng như là cây phong thủy ở trong gia đình ấy, cái củ này người ta hay trồng làm cảnh nhá, hay là chơi phong thủy trong gia đình để rước tài lộc với sức khỏe đến cho gia chủ cũng rất là tốt. Có những size to size nhỏ nhá, nên chính vì thế quý vị và các bạn có thể liên hệ mình theo số điện thoại ở trên để mua hàng. Đây nhá, đây là bình vôi đỏ này. Đấy, còn đối với bình vôi vàng hay bình vôi trắng thì ruột của nó màu vàng nhá. Đấy, nên chính vì thế quý vị và các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 09789 52838 hoặc số điện thoại 0934 461 000. Đây nhá, có những củ nó đẻ ở đây nó đã lên mầm rất là khỏe này. Đấy, thường thì làm thuốc thì chúng ta nên chọn những cái củ to hơn một chút nhá. Và cái củ bình vôi đỏ này